Lễ tang Lê Đức Anh bị trì hoãn vì không biết Nguyễn Phú Trọng có thể đứng ra làm trưởng ban tang lễ hay không. Trường hợp tốt nhất là ông Nguyễn Phú Trọng có thể xuất hiện đảm nhận trách nhiệm trưởng ban lễ tang nhà nước nhằm bác bỏ các tin đồn về sức khỏe xấu của ông, nhưng nếu ông phải xuất hiện trong tang lễ thì sẽ là một rủi ro lớn bệnh tình có thể nặng hơn hoặc việc điều trị phục hồi chức năng trong thời gian tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều, một cán bộ cơ quan trung ương tại Hà Nội cho biết. Hôm 22 tháng 4, sau khi sức khỏe nguyên chủ tịch Lê Đức Anh đột ngột yếu đi, các bác sĩ bệnh viện quân đội 108 tiên lượng ông không thể qua khỏi, gia đình đã đưa ông về nhà công vụ tại Hà Nội cùng thân nhân bên nhau những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Nguồn tin cuối giờ ngày hôm nay 24 tháng 4 từ một cán bộ cơ quan trung ương Hà Nội cho biết, với trường hợp được làm quốc tàng như nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh, thông thường sau 2 ngày phải lên danh sách và công bố ban lễ tang nhà nước cùng người trưởng ban lễ tang. Được biết trước đây, khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, thì hai ngày sau, chính phủ Việt Nam đã công bố ban lễ tang cùng trưởng ban là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nguồn tin trên cũng xác nhận, theo nghị định của chính phủ ban hành ngày 17 tháng 12 năm 2012, người trưởng ban lễ tang phải là chủ tịch nước hoặc tổng bí thư đảng. Nhưng rất đáng tiếc, ông Nguyễn Phú Trọng hiện nắm giữ cả hai chức vụ này lại đang lâm trọng bệnh, cũng phải nằm tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khoa A11 điều trị tích cực. Một nguồn tin khác từ cơ quan đảng cho biết là hiện rất khó xử, trường hợp tốt nhất là ông Nguyễn Phú Trọng có thể xuất hiện đảm nhận trách nhiệm trưởng ban lễ tang nhà nước nhằm bác bỏ các tin đồn về sức khỏe xấu của ông, nhưng nếu ông phải xuất hiện trong tang lễ thì sẽ là một rủi ro lớn, bệnh tình có thể nặng hơn hoặc việc điều trị phục hồi chức năng trong thời gian tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Trên Facebook của mình, nhà báo Nguyễn Thông đưa ra lời khuyên chân thành rằng Kinh nghiệm dân gian khi đau ốm bình tật, đừng nên đến đám tàng. Thực tế cho thấy không ít người coi thường điều đó sau khi dự đám ma đã bệnh nặng hơn và tạo ra đám ma nữa. Tại thời điểm này, việc sắp xếp ban lễ tang nhà nước càng phức tạp hơn khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lên đường sang Trung Quốc dự diễn đàn cấp cao hợp tác Vành đai và Con đường lần 2 từ hôm 25 đến 27 tháng 4 năm 2019. Cũng vì những nguyên nhân trên, hiện nay thi hài nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh phải nằm chờ ở nhà công vụ số 5A, phố Hoàng Diệu, thành phố Hà Nội, đợi Bộ Chính trị đưa ra quyết định cuối cùng để làm lễ truy điệu và mai táng. Quý vị vừa nghe qua bài của Lê Anh thời báo chấm qua phần trình bày của Ý Nhi. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón xem và chào tạm biệt.